Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Danh tính người đàn ông xuất hiện trong loạt ảnh của Hoa hậu Khánh Vân tại Miss Universe 2020. Hãy cùng khám phá xem liệu anh chàng đồng hành cùng Hoa hậu Khánh Vân đến Mỹ tham dự Miss Universe 2020 là người như thế nào nhé. Sau chuyến bay dài gần 30 tiếng, Hoa hậu Khánh Vân hiện đã có mặt tại khách sạn Han Rock, địa điểm diễn ra cuộc thi Miss Universe 2020, để chuẩn bị bước vào những hoạt động đầu tiên vào ngày 6 tháng 5 theo giờ Mỹ. Đồng hành cùng nàng hậu trong suốt chuyến đi là anh Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia, đơn vị quản lý, đào tạo và huấn luyện đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Những ngày qua, hình ảnh của anh cũng gây sốt trên các diễn đàn về Hoa hậu. Nếu ai còn chưa biết về anh Trần Việt Bảo Hoàng thì đây sẽ là một chút thông tin nhanh gọn cho mọi người cùng rõ. Anh chàng sinh ngày 29 tháng 11 năm 1991, từng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế, trường đại học ngoại thương. Thành tích nổi bật, giải nhất cuộc thi tổ chức sự kiện do Fraenhung tổ chức, giải ba cuộc thi sinh viên với nghiên cứu khoa học trường đại học ngoại thương thành phố Hồ Chí Minh, giải nhất Việt Nam PR Connect. Trước đó, khi được hỏi về mục tiêu mà anh mong muốn Khánh Vân chinh phục tại Miss Universe 2020, Bảo Hoàng cho biết, mục tiêu chúng tôi luôn đặt ra đối với các đại diện Việt Nam là giành được chiếc vương miện. Tuy nhiên, trước mắt là Khánh Vân phải giữ vững được phong độ lọt top giống như Hennie, Hoàng Thùy đã làm được. Khánh Vân được rèn luyện khá nhiều kỹ năng từ hình thể, ứng xử, phong cách và đặc biệt, càng về sau các bạn học được nhiều kinh nghiệm từ đàn chị đi trước như Hennie, Hoàng Thùy. Những điểm nào cần chú ý? Cách để làm bản thân được nổi bật. Ở Việt Nam, trong lĩnh vực hoa hậu, một số người đặt cho anh danh xưng là ông trùm hoa hậu khi đã và đang quản lý rất nhiều nàng hậu đình đám như Hennie, Hoàng Thùy, Mậu Thủy, Khánh Vân, Kim Duyên, Hoàng My. Là người anh cả trong gia đình Hoàn Vũ nên Bảo Hoàng được hội chị em hết sức yêu mến. Hiện anh đang là CEO của Unimedia, phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019-2021. Ít ai biết được anh chàng CEO trẻ tuổi đang sở hữu cho mình một ngôi nhà với không gian sống xanh, hiện đại. Đây cũng là nơi anh yêu thích nhất sau mỗi ngày làm việc vất vả. Chàng trai đến từ Nha Trang có niềm đam mê với thể thao. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những cuộc thi chạy bộ, đi bơi. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn có được body săn chắc nhờ vào việc chăm chỉ luyện tập và không thể thiếu những chuyến du lịch sang chảnh. Nếu để ý trên trang cá nhân, có thể thấy anh CEO trẻ tuổi đã đến rất nhiều nơi nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, có một thông tin đặc biệt nhất mà chúng tôi biết được, hiện tại anh Bảo Hoàng vẫn đang độc thân, đây chắc chắn sẽ là điều kiện hồi các chị em thích thú nhất. Tạm gác lại chuyện này, điều quan trọng nhất bây giờ là hy vọng anh Bảo Hoàng cùng với ekip của mình sẽ có nhiều chiến lược để Khánh Vân tỏa sáng tại đấu trường Miss Universe, làm rạng danh nhan sắc Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.